Trước đó, ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng Moscow có liên quan tới những vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt, dòng chảy phương Bắc 1 và 2, và gọi những cáo buộc này là ngớ ngẩn. Các cáo buộc này có thể đoán được, thậm chí trước cả khi chúng được tung ra. Vì rò rỉ đường ống dẫn khí đốt là một vấn đề lớn đối với Nga, vì đường ống dòng chảy phương Bắc 2 chứa đầy khí đốt trong đó, và khí đốt rất mắc tiền. Cũng theo ông Peskov, đối thoại và hợp tác của tất cả các bên là rất cần thiết để tìm ra nguyên nhân của những gì đã xảy ra, càng sớm càng tốt. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng hiện tượng rò rỉ khí đốt ở hai đường ống xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell nói rằng việc rò rỉ đường ống có khả năng cao là do phá hoại và EU ủng hộ việc điều tra để làm rõ nguyên nhân. EU cũng sẽ thực hiện các bước để tăng cường an ninh năng lượng của khối.